Ở với tôi vùng sâu vùng xa, tức là khu vực ba đây này, thì hiện bây giờ không có cái miếng đất nào sản xuất thì không biết với tôi sống tựa vô với cái chi. Hiện bây giờ chúng tôi đi thuê thì cứ ngày đi thuê được có hơn 70.000, 80.000 đó thôi, thì cũng không biết là sống tựa vô cái chi mà nuôi hai ba đứa con. Cái đất rừng từ năm 2015 cho đến nay thì bắt đầu là triển khai. Và hiện nay đã giao toàn bộ trên hồ sơ thực địa, nông dân đã 34 hộ người dân đã được củng cố hồ sơ ổn định. Nhưng không biết lý do gì cũng là chưa giao cho dân. Thuộc đối tượng 1, còn đối tượng 2 thuộc trên 10 đối tượng nữa là chưa có kế hoạch để giao cho đối tượng 2. Thì cái đề xuất của chúng tôi đề nghị với các cấp chính quyền, đặc biệt là các kỳ họp Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, thể hiện cho cái nguyện vọng ý chí của cử tri chúng tôi yêu cầu, một là sớm cấp bìa đất cho dân. Để mà xóa được đói giảm được nghèo cho bà con nhân dân bản Lao Một á, thì tôi nghĩ như thế này. Thì thứ nhất, thì như tôi nói là phải có đất sản xuất. Cái đó là cái yêu cầu, cái mong muốn nhất, một cái thực tế nhất. Thứ hai nữa, thì là tạo, khi đã có đất rồi, thì là hướng nghiệp cho, thì là tạo bằng mọi cái lớp tập huấn cho bà con. Người ta biết cách sử dụng trên cái mảnh đất của mình, làm sao cho nó thật hiệu quả. Thì tôi nghĩ rằng đó là một cái giải pháp tối ưu nhất để xóa được đói và giảm được nghèo.